kiên cố như kim cang thiện xảo như huyễn hóa tất cả không chướng ngại khiến con ngồi xe này rộng lớn rất thanh tịnh khắp ban chúng sinh vui đồng hư không pháp giới khiến con ngồi xe này tịnh các nghiệp bánh hoặc dứt các lưu truyền khổ phá ma và ngoại đạo khiến con ngồi xe này trí huệ đầy mười phương trang nghiêm khắp pháp giới khắp mãn chúng sinh nguyện khiến con ngồi xe này thanh tịnh như hư không ái kiến đều trừ diệt lợi ích tất cả chúng khiến con ngồi xe xe này nguyện lực hành mau chóng định tâm an ổn trụ trở khắp các hàm thức khiến con ngồi xe này như đất chẳng lay động như nước lợi ích khắp trở chúng sinh như vậy khiến con ngồi xe này bánh tứ nhiếp viên mãn tổng trì quang thanh tịnh mặt trời huệ như vậy xin khiến con được thấy đã vào bậc pháp vương đã đội mão trí vương đã quấn lụa diệu pháp xin thương chiếu cố con Bấy giờ Bồ Tát văn Thù sư lợi như voi chúa quay mình nhìn thiện tài đồng tử mà nói như vậy lành thay lành thay thiện nam tử con đã phát tâm a nậu đa la tam miệu tam bồ đề lại muốn gần gũi các thiện tri thức để thưa hỏi hạnh bồ tát tu đạo bồ tát thiện nam tử gần gũi cúng dường các thiện tri thức là nhân duyên đầu tiên đầy đủ nhất thiết trí cho nên điều này đừng có sinh tâm nhàm mỏi thiện tài bạch rằng xin nguyện đại thánh hãy vì con mà rộng nói bồ tát nên học hạnh bồ tát như thế nào nên tu hành bồ tát hạnh như thế nào nên hướng về bồ tát hạnh như thế nào nên hành bồ tát hạnh như thế nào nên tịnh bồ tát hạnh như thế nào nên vào bồ tát hạnh như thế nào nên thành tựu bồ tát hạnh như thế nào nên tùy thuận bồ tát hạnh như thế nào nên nghĩ nhớ bồ tát hạnh như thế nào nên tăng tăng trưởng Bồ Tát hạnh như thế nào, nên làm như thế nào khiến hạnh phổ hiền sớm được viên mãn.